Vào tối qua tại khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Lộc An Mới, huyện Long Thành, hàng trăm hộ dân khu tái định cư Lộc An Bình Sơn đã có mặt để nghe ngành Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai tuyên truyền phổ biến những nội dung trong đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân diện di dời để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là vấn đề được quan tâm từ rất sớm, tuy nhiên do việc xây dựng ban hành khung chính sách hỗ trợ không sát với thực tế, cùng với những ràng buộc quá chặt chẽ nên quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, thậm chí khả năng cao là phá sản đề án. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong số hàng trăm hộ dân có mặt tại sự kiện tối qua, có ông Nguyễn Văn Thành, trước đây làm rẫy tại xã Suối Trầu, huyện Long Thành. Gia đình 4 nhân khẩu, trong đó 2 người con đang học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Vợ ông là nhân viên đang làm việc tại trạm y tế xã. Bản thân ông làm dịch vụ chạy xe. Ra nơi ở mới, khách quen chưa nhiều nên công việc gặp khó khăn. Mình làm việc tự do thì ra đây thì không còn ruộng đất gì nữa. Thì có việc gì thì làm việc đó. Thưa anh, thì nếu như anh muốn ổn định công việc và có thu nhập tốt hơn thì anh muốn được hỗ trợ như thế nào và bản thân anh định hướng như thế nào? Theo mình, như nếu mà công việc được tốt hơn thì hiện nay mình là chuyên về nằm ở bên lĩnh vực xe, nhu cầu được hỗ trợ thêm vốn để mà có thể là để cải tạo cái xe lại hoặc là cho nó mới mẻ hơn để cho công việc nó có thể là thuận tiện hơn. Tôi có đứa con là Nguyễn Quốc Phong, nó bây giờ nó đang làm việc cho các cái công ty mà của công nghiệp nè, cái sở công nghiệp nè, rồi nó ở Phú Mỹ là quá xa, tôi thấy vậy nó phải cần về có cái việc làm ổn định để mà nó về đây nó xin việc làm gần cái khu công nghiệp Lộc An này. Ra đây thì nói đúng ra, nó ra đây thì cái vấn đề cái hạ tầng cơ sở, cái khu tái định cư này thì nó tốt hơn ở nơi ở cũ. Nhưng về vấn đề cuộc sống thì khi bước ra thì nó cũng còn bỡ ngỡ. Tại vì trong đó là lo làm rẫy, rồi chăn nuôi này nọ hàng ngày. Ra đây thì nói đúng ra có cái không có việc làm. Không có con việc làm, hai vợ chồng già thì không có việc làm, con cái thì đi học. Tại buổi gặp gỡ vào tối qua, một lần nữa, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai đã thông tin đến người dân nội dung đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng vùng dự án. Cùng dự còn có lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp, các trung tâm đào tạo để giới thiệu với người dân số lượng ngành nghề, quy mô đào tạo của các trường. Tuy nhiên, cung chưa gặp cầu, bởi phần lớn người lao động có nhu cầu được hỗ trợ, chuyển đổi, tìm kiếm việc làm ở đây là những nông dân lớn tuổi, không có khả năng được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước hay các cơ sở sản xuất công nghiệp. Nhu cầu của những đối tượng này là được đào tạo, bố trí việc làm ở một số ngành nghề đơn giản như là chăm sóc vườn hoa và cây cảnh, lao công hay là công việc ở các cơ sở sản xuất thủ công, mỹ nghệ, v.v. Tuy nhiên, có rất ít nơi đào tạo và tiếp nhận các đối tượng lao động này. Chưa kể điều kiện để được hỗ trợ đối với các ngành nghề đào tạo có trong danh mục quá chặt chẽ, mức hỗ trợ không sát với thực tế. Ví dụ, học lái xe bằng B2 có mức hỗ trợ 3 triệu đồng, trong khi thực tế hiện nay, chi phí học lái xe bằng B2 phải tốn từ 15 đến 18 triệu đồng. Chính bởi điều này, năm 2022, chỉ có 121 người dân đăng ký học nghề lái xe bằng B2, nhưng mức hỗ trợ quá thấp, người dân đã bỏ không học. Những gia đình tôi mà gia đình khác cũng vậy, quan trọng là bây giờ nhà nước tạo công ăn việc làm cho dân, tạo điều kiện cho dân để học. Nhưng có học xong rồi ra để có nơi để làm hay không, quan trọng là cái chỗ đó. Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân vùng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng với mục tiêu tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống cho 4.800 hộ dân, hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho hơn 16.000 người đến năm 2020 với tổng kinh phí 306 tỷ đồng. Theo đề án này, Đồng Nai có chính sách miễn giảm chi phí đào tạo nghề và các khoản hỗ trợ khác cho các đối tượng tham gia đào tạo nghề từ ngắn hạn dưới 3 tháng đến trình độ cao đẳng. Sau khi đề án được phê duyệt, Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai cùng huyện Long Thành đã phát phiếu điều tra và khảo sát, đồng thời tổ chức các phiên giao dịch giới thiệu việc làm tại nơi ở của người dân. Tuy vậy, nhu cầu việc làm của người dân không khớp với những nội dung mà đề án đã đưa ra. Do vậy, Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai đề xuất được trả lại kinh phí vì không thể giải ngân. Trong khi đó, số đông người dân vẫn bức xúc vì không có việc làm ổn định ở nơi ở mới.